Xin chào các bạn nhé, tôi đang ở trên rừng để đi tìm cây sâm, sâm béo trắng. Đây là một loài sâm rất là hiếm mà hỗ trợ cái bệnh tim này, hay là bệnh gầy gò ốm yếu, tức là suy nhược, rất là tốt. À đây rồi, đây là cây trên đồng bào đây hay gọi là sâm tim, hay là tên gọi khoa học theo từ điển bách khoa nó là cây sâm sâm béo, hay gọi là sâm béo trắng nhé các bạn nhé. Đây lá của nó như này, này. Đây có một củ, củ này đã chặt mất. Và cái loài sâm này thì chữa bệnh tim rất là hiệu quả nhé. Đây cây nó đây các bác cho các bác xem này. Cây sâm béo trắng này thì nó là một vị thuốc rất là tốt, hiện tại thì cũng không còn nhiều nữa. Thường là nó rất là dễ nhổ nhá, nhưng mà không biết cây này nó có thấy không. Sâm béo trắng nó là một loài sâm thân gỗ nha các bác nhé, sâm thân gỗ. Tuy nhiên thì sâu bên trong nó lại có củ nhá, cái củ của nó, và tính nó rất là mát, uống có vị hơi ngọt. Đây thì xem nó có nhổ được không. Nhổ được thì tôi sẽ nhổ cho các bác xem. Cái củ sâm béo trắng này lúc bồi bổ cơ thể rất là hiệu quả, và kết hợp với lại rong giềng đỏ này, hay là cây khổ sâm, thì nó lại đặc trị về bệnh tim cực kỳ là hiệu quả nhé. Và đã có những cái người ta bị bệnh tim này, hở van tim ba lá này, hay là sơ vữa động mạch vành này, thì là tìm đến cái cây này theo cái kinh nghiệm của các cụ ngày xưa, là họ đã tìm đến cái cây này, họ sử dụng lâu dài và đã khỏi cái bệnh tim của mình nhé. Và có những cái nhân chứng bây giờ vẫn còn, tức là họ sử dụng cái cây sâm tim này, hay gọi là sâm béo trắng này, đấy là trước là bị bệnh tim này, đấy, cơ thể lo âu hồi hộp, đấy, hễ có tiếng còi xe hay là bất kỳ một tiếng động gì là hay bị giật mình, run sợ, lo âu, thì sử dụng cái cây sâm béo trắng này là đã khỏi. Các bác nào mà nếu mà không tin thì các bác cũng có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ cho số của cái bác mà đã sử dụng cái cây sâm béo trắng này chữa bệnh tim khỏi, mà đã khỏi được 30 năm nay rồi, không thấy tái nữa. Đó. Nên đi lên rừng tôi không mang theo cuốc, đào bằng dao hơi khó. Nhưng mà cái cây này được cái là nó là dễ cọc nên là cũng dễ đào. Hiện lên cái củ sâm của nó đây nhé các bác. Các bác thấy. Đó. Vâng, sau một thời gian vất vả đào thì tôi cũng đã nhổ được em nó lên. Đây, cho các bác xem. Cái sâm béo trắng này. Đấy, củ rất là đẹp. Đó. Và cái cây này thì tuổi thọ nó chắc là rơi khoảng 5 tuổi, 5 năm tuổi nhé. 5 năm tuổi. Củ này thì quá đẹp luôn. Đó. Bác xem. Đấy thì nó là một cái vị thuốc chữa về bệnh tim hay là bệnh suy nhược cơ thể. Nên là rất là hiệu quả nha các bác nhé.